chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, sau 4 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, chiều qua kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra. Bên hành lang Quốc hội thì đa số đại biểu đánh giá cao chất lượng kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng kịp thời những yêu cầu đề ra của thực tiễn. Ghi nhận của phóng viên HTV. Kỳ họp bất thường lần thứ hai khóa 15 lần này thì tôi cho rằng mặc dù tổ chức thời gian rất là ngắn nhưng mà nội dung rồi các nội dung được bàn rồi thảo luận của đại biểu rồi khi xem xét thông qua thì phải nói là hết sức chất lượng, và các cái văn bản thông qua, các nội dung chính sách thông qua, nhất là luật khám bệnh chữa bệnh rồi công tác nhân sự thì có một sự đồng thuận rất là cao. Tôi thấy rằng là cái việc mà Quốc hội tổ chức cái kỳ họp bất thường lần này thì có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, và nó để giải quyết được những cái sự cần thiết mà những cái cơ chế chính sách phải giải quyết ngay. Công tác phát triển các vùng thời gian qua của đất nước cũng còn nhiều manh mún. Chúng ta chưa có được một cái sự liên kết, cũng chưa có được một cái tầm nhìn dài hạn tổng thể. Thì tôi cũng mong muốn rằng là khi mà chúng ta ban hành được nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thì căn cứ vào cái bản quy hoạch tổng thể này thì các địa phương, các vùng cũng như là các ngành thì chúng ta có được một cái căn cứ vững chắc để chúng ta tiếp tục cái việc quy hoạch ở những cái cấp dưới hơn. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các cơ sở chức sắc tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã đến chùa Hoài Nghiêm, thành phố Thủ Đức để thăm chúc Tết Hòa thượng Thích Trí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh, kiêm giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã thông tin đến ngài về những thành quả đáng ghi nhận trong năm qua của thành phố. Trong sự thành công chung luôn có sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, của trưởng lão Hòa thượng, chư tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã gửi lời tri ân sâu sắc, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới, Đức Pháp Chủ cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đáp từ, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng cảm ơn Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đã dành thời gian đến thăm, chúc sức khỏe ngài trước thềm xuân mới. Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tuyên truyền vận động bà con Phật tử tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần cùng với chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đến thăm chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn trong năm 2023, toàn thể bà con Phật tử, các vị chức sắc Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng với thành phố, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường. Chúc quý hòa thượng, đại đức, tăng ni và bà con Phật tử đón một cái Tết an vui, nhiều sức khỏe. Đoàn cũng đã đến Thiền viện Quảng Đức thăm chúc Tết Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhân cùng chư Hòa thượng, Thượng tọa Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều sức khỏe, an lạc trong mùa xuân mới. Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc đến Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, giám mục Nguyễn Năng và giám mục phụ tá Tổng giáo phận Bùi Công Trác cùng các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân đón năm mới vui tươi hạnh phúc, đồng thời thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, luôn đồng hành cùng thành phố trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp. Cũng trong hôm qua thì đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn đến thăm các cá nhân, gia đình của những đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Trần Bạch Đăng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó trưởng ban dân vận và Mặt trận Trung ương,
và gia đình đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi đến gia đình các đồng chí lão thành cách mạng những phần quà tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với những đóng góp lớn lao quý báu của các đồng chí và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm đồng chí Nguyễn Văn Đẳng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phan Xuân Đợt, nguyên Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, nguyên Ủy viên Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cán bộ đã về hưu đối với sự phát triển chung của đất nước và thành phố. Chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố, mãi là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Nhằm chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, vào tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Mùa xuân cho em năm 2023 tại quận Bình Tân. Đến dự với các em có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. Chương trình đã trao 500 phần quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống tại quận 6, quận 11, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều tình cảm, sự sẻ chia của xã hội đến các em có hoàn cảnh khó khăn, không may mất đi người thân vì đại dịch COVID-19. Qua đó mang đến mùa Tết ấm áp, động viên các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Mùa xuân cho em là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết với mục tiêu Tết đến với mọi người, mọi nhà, được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị tổ chức, qua đó dự kiến trao tặng hơn 6.000 suất quà với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Hôm qua tại Ủy ban Nhân dân quận 1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc phiên chợ công nhân online lần 2 xuân Quý Mão 2023. Chương trình hỗ trợ cho 5.000 đoàn viên công nhân lao động khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên công nhân người lao động nhận một mã khuyến mại trị giá 500.000 đồng để mua sắm trực tuyến trên trang mua sắm điện tử tiki.vn. Với hình thức này, đoàn viên người lao động có thể mua sắm những món hàng cần thiết cho từng gia đình trong dịp Tết bất cứ lúc nào mà không phải đi đến các chợ, trung tâm thương mại. Đồng thời qua đó góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên chợ công nhân online lần 2 là một trong 10 chương trình để chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, giúp người dân có một mùa xuân đầy đủ và đầm ấm hơn. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Từ 6 giờ ngày hôm nay ngày 10 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức phương án giao thông mới đối với xe khách giường nằm trên địa bàn thành phố. Cụ thể, cấm xe khách giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô thành phố được giới hạn bởi vành đai tuyến đường quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1. Thời gian cấm lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ. Giao thông vận tải thành phố cũng đã sản xuất xong 251 biển báo, lắp đặt trên 500 băng rôn tuyên truyền tại vành đai hạn chế xe giường nằm. Cẩn trọng làm đẹp, cấp tốc đón Tết là bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay. Mới đây tại Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 49 tuổi bị nồi áp xe do tiêm chất tan mỡ. Tương tự, Bệnh viện JW Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mông căng thức, xuất hiện nhiều dấu hiệu hoại tử, tím tái. Các lỗ thủng trên mông liên tục tuôn trào dịch mủ. Chuyên gia cảnh báo các chị em cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn các cơ sở làm đẹp uy tín, đảm bảo chất lượng để tránh tình trạng tiền mất tật mang. Tin thế giới, Singapore sẽ cẩn trọng trong việc khôi phục kết nối hàng không với Trung Quốc, phát biểu được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore đưa ra trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày hôm qua. Để tạm thời tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 tại sân bay Changi khi Trung Quốc mở cửa biên giới, Bộ trưởng Iswaran cho biết tất cả nhân viên sân bay và lao công đã được tăng cường thiết bị bảo vệ cá nhân. Ngoài ra, một cơ sở mới được thành lập tại nhà ga số 3 của sân bay Changi để tạo điều kiện cho nhân viên sân bay tiêm vaccine. Hiện hầu hết nhân viên tại sân bay đã được tiêm ít nhất 3 liều vaccine COVID-19.
Bộ trưởng Iswaran nhấn mạnh việc Singapore khôi phục kết nối hàng không giữa hai nước một cách an toàn và có trật tự là nằm trong lợi ích của hai bên. Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Ong Ya-kung khẳng định Singapore sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình và nếu cần thiết sẽ có những điều chỉnh và áp đặt các biện pháp hạn chế mới. Rất đông người dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu xuất ngoại. Tình trạng này diễn ra ngay sau khi chính quyền nối lại việc cấp hộ chiếu và thị thực du lịch cho cư dân đại lục. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân Trung Quốc đã có mặt tại văn phòng cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Tất cả đều kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt làm hộ chiếu xuất ngoại. Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải ra nước ngoài, hơn nữa sau 3 năm đóng cửa. Đây càng là lúc cần phải sớm nối lại việc liên lạc, cung cấp thông tin cho bạn hàng quốc tế. Quyết định mở cửa hoàn toàn hôm 8 tháng 1 là một trong những bước cuối cùng trong việc gỡ bỏ hoàn toàn chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Ngành du lịch toàn cầu đang chờ đợi một cú hích lớn từ sự trở lại của dòng khách du lịch của đất nước tỷ dân. Việc Trung Quốc nối lại hoạt động du lịch nước ngoài một cách có trật tự sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ngành du lịch toàn cầu. Theo chính phủ Trung Quốc, khoảng 2 tỷ lượt người dự kiến sẽ đi du lịch trong và ngoài nước trong mùa xuân năm nay, gần gấp đôi so với năm ngoái và phục hồi gần 70% so với năm 2019. Hôm qua, cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro đã nhập viện tại Orlando, bang Florida, Mỹ do bị tắc ruột. Đây là hậu quả của vết thương khi ông bị đâm tại chiến dịch tranh cử năm 2018. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng vấn đề của ông không nghiêm trọng và có thể không cần phải phẫu thuật. Ngoài ra, thì hơn 1.000 người đã tham gia biểu tình trong cuộc bạo động ủng hộ cựu Tổng thống cũng đang bị tạm giữ để thẩm vấn. Liên quan đến vấn đề này, nhiều quốc gia châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống Lula da Silva đương nhiệm. Ngày 9 tháng 1, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Haberstray cho biết Berlin ủng hộ người dân Brazil cũng như chính quyền được bầu chọn một cách dân chủ của Tổng thống Lula da Silva. Chúng tôi đã ghi nhận những hình ảnh kinh hoàng ở Brazil. Đó là một cuộc tấn công nhắm vào các cơ quan dân chủ và nền dân chủ. Tây Ban Nha cũng dành sự ủng hộ cho Tổng thống Lula da Silva sau vụ việc hàng ngàn người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà Quốc hội, dinh Tổng thống và tòa án tối cao ở Brazil. Vụ việc ở Brazil đã nhắc nhở cho chúng ta về mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ, hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Đó là sự trỗi dậy của các phong trào cực đoan sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Trước đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Brasilia kéo dài đến ngày 31 tháng 1, đồng thời tuyên bố sẽ trừng trị những kẻ bạo động ủng hộ người tiền nhiệm Jair Bolsonaro. Tòa án tối cao Brazil cũng đã đình chỉ thống đốc Brasilia trong 3 tháng vì để xảy ra vụ việc trên. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ ngày 7 tháng 1 đã có chủ tịch mới, đó là nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy sau 15 vòng bỏ phiếu bầu chọn. Đây là cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ kéo dài nhất trong 100 năm qua. Qua đó cho thấy sự rạn nứt mạnh mẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa đang kiểm soát cơ quan này. Mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại những diễn biến chính của sự kiện lịch sử này cùng những ảnh hưởng trên chính trường Mỹ trong chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện Mỹ đầy kịch tính vừa khép lại vào rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương. Sau vòng bỏ phiếu lịch sử thứ 15, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện, qua đó kết thúc 4 ngày đấu đá nội bộ gay gắt giữa các thành viên đảng Cộng hòa. Kết quả cuối cùng cho thấy, ông McCarthy giành được 216 phiếu bầu, kém 2 phiếu so với mức 218 phiếu cần thiết để trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, có 6 nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu trắng, tức không ủng hộ ông McCarthy, nhưng cũng không bỏ phiếu cho một ứng viên khác. Do đó, ông McCarthy vẫn giành chiến thắng. Bên phía đảng Dân Chủ, ứng viên Hakeem Jeffries nhận được 212 phiếu. Thời khắc này kêu gọi chúng ta khôi phục niềm tin trong nước Mỹ và niềm tin chúng ta dành cho nhau. Với tinh thần đó, tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai có cùng mong muốn đưa đất nước đến một tương lai tốt đẹp hơn. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 7 tháng 1 theo giờ địa phương, ông McCarthy đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Hạ viện Mỹ. Sau đó, ông đã tổ chức lễ tuyên thệ cho các nghị sĩ mới, những người đã chờ đợi trong những ngày qua để Hạ viện Mỹ chính thức hoạt động. Cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra từ ngày 3 tháng 1. Đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua, Hạ viện Mỹ không bầu được chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng ông McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện và cho biết
ông sẵn sàng phối hợp với đảng Cộng Hòa ngay khi có thể. Các dòng bỏ phiếu hôm 6 tháng 1 và 7 tháng 1 được xem là một bước ngoặt đối với ông McCarthy, vì tính đến dòng bỏ phiếu thứ 11 hôm 5 tháng 1, có tới 20 nghị sĩ Cộng Hòa vẫn phản đối ông. Vậy nguyên nhân là do đâu? Theo hãng tin BBC, chặng đường quanh co trên chính trường của ông McCarthy ngày hôm nay được đánh dấu bởi ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi nhiều đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giận dữ kéo vào điện Capitol ở thủ đô Washington DC với cáo buộc rằng đảng Dân Chủ có hành vi gian lận trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông McCarthy là một trong những nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã không ủng hộ vụ bạo loạn này. Tổng thống là người chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn. Đáng lẽ ông ấy nên ngay lập tức bài bác hành vi của những người nổi loạn. Dù không ủng hộ quá trình luận tội ông Trump, song ông McCarthy đã góp mặt trong nhóm chính trị gia công khai chỉ trích vị cựu tổng thống. Bằng những phát ngôn mang tính công kích trong chưa đầy một tháng, ông McCarthy đã khiến nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, quay lưng với ông Trump và những người ủng hộ cựu tổng thống. Tối ngày 3 tháng 1 vừa qua, sau khi đối mặt với thất bại trong 3 vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông McCarthy đã phải cầu cứu ông Trump. Đến ngày 4 tháng 1, cựu tổng thống Mỹ đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của ông, kêu gọi các hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa ủng hộ McCarthy. Trên thực tế, phần lớn trong số 20 đảng viên Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại ông McCarthy là những người ủng hộ nhiệt thành của cựu tổng thống Trump. Nhiều người trong số này không ủng hộ ông Trump tiếp tục giúp đỡ ông McCarthy. Một trong những luồng chỉ trích mạnh mẽ nhất xoay quanh việc chính trị gia 57 tuổi không đủ kiên định với chủ nghĩa bảo thủ và sẵn lòng nhượng bộ trước áp lực. Bên cạnh lời kêu gọi của cựu Tổng thống Trump để có được sự ủng hộ từ các thành viên đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn, ông McCarthy và các đồng minh đã phải đưa ra nhiều nhượng bộ, trong đó có việc tự hạn chế quyền lực của chính mình và gia tăng ảnh hưởng của phe bảo thủ tại Hạ viện. Một trong những yêu cầu chính của những người cản đường ông McCarthy là quy định cho phép chỉ một nhà lập pháp kích hoạt bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện. Đây là quy tắc có lịch sử lâu đời tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Quốc hội Mỹ đã tăng số người tối thiểu lên 5 nhằm ngăn chặn việc một hạ nghị sĩ có thể đe dọa quyền lực của chủ tịch. Với quyết định nhượng bộ này, các thành viên Hạ viện có thể kích hoạt vòng bỏ phiếu khác dẫn đến thêm bế tắc tương tự những gì diễn ra trong 4 ngày qua. Điều này buộc ông McCarthy phải cẩn trọng hơn mỗi khi đưa ra quyết định. Theo quy định, dự luật mới do một nhà lập pháp đề xuất sẽ được giao cho ủy ban xem xét và sửa đổi. Sau đó, dự luật được Quốc hội thảo luận, sửa đổi thêm và đưa ra quyết định cuối cùng thông qua cuộc bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào quy trình đó cũng được đảm bảo. Các dự luật chi tiêu khổng lồ thường được đàm phán kín và thông báo trong thời gian ngắn, rất ít tranh luận. Sau ông McCarthy cam kết sẽ để các dự luật được thông qua đúng quy trình hơn, giúp các nghị sĩ Quốc hội không thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao nhất có nhiều tiếng nói hơn về cách đề xuất, sửa đổi và thông qua luật. Về cơ bản, Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ đặt ra các quy định cho hoạt động của Hạ viện, họ xác định khi nào một dự luật được bỏ phiếu, tranh luận trong bao lâu hay được sửa đổi bằng cách nào. Song ông McCarthy đã cam kết dành cho những đảng viên bảo thủ cứng rắn ít nhất một ghế trong nhóm quyền lực này. Nếu nhiều đảng viên bảo thủ giành ghế trong Ủy ban, họ có thể định hình các quy tắc tại Hạ viện trước cả khi nó hoàn toàn hình thành, đồng thời loại bỏ các đề xuất không mong muốn ngay từ trong trứng nước. Các đảng viên bảo thủ thường phàn nàn về mức chi tiêu ngày càng tăng của chính phủ Mỹ. Trong cuộc đua cho vị trí chủ tịch Hạ viện, họ đã yêu cầu ông McCarthy cam kết thực hiện các hạn chế tài chính, chẳng hạn cắt giảm chi tiêu xuống bằng mức năm 2022 và yêu cầu cắt giảm ngân sách tương ứng mỗi khi vay thêm nợ. Ông McCarthy đã cam kết đứng về phía nhóm này trong các cuộc tranh luận nội bộ về ngân sách. Điều đó có thể khiến ông có ít cơ hội tìm ra giải pháp thỏa hiệp cần thiết nhằm ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ vào cuối năm nay. Và đây chỉ là một vài trong số những cam kết mà ông McCarthy đã đưa ra. Ông Kevin McCarthy đã phải nhượng bộ rất nhiều để có được chiến thắng này. Tôi nghĩ câu hỏi được đặt ra là những nhượng bộ đó thực sự sẽ làm suy yếu quyền lực của ông ấy với tư cách là chủ tịch Hạ viện hay không? Và nó có thực sự sẽ đặt các đảng viên Cộng Hòa vào tình thế gây thiệt hại cho thương hiệu cá nhân của họ bằng cách đấu đá nội bộ công khai như vậy hay không? Trên cương vị chủ tịch Hạ viện Mỹ và là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện, ông McCarthy nắm giữ quyền lực để tổ chức các cuộc bỏ phiếu tập trung sự chú ý vào lạm phát, chính sách năng lượng và tội phạm, đồng thời mở các cuộc điều tra về chính quyền và gia đình của Tổng thống Biden.
Câu hỏi được đặt ra là liệu ông McCarthy có thể đoàn kết nội bộ đảng của mình hay không, khi mà đảng Cộng hòa đang trong tình trạng chia rẽ nghiêm trọng và chỉ nắm thế đa số mong manh tại Hạ viện. Đến đây thì thời lượng cho Nhìn ra thế giới ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau. Trở lại với phần tin trong nước. Thưa quý vị, với mong muốn được giới thiệu Trường Sa đến gần hơn với đồng bào, cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước cùng với bạn bè quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm trực tuyến về biển đảo Việt Nam với chủ đề Trường Sa Xanh. Triển lãm trực tuyến Trường Sa Xanh là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú sinh động về biển đảo Việt Nam với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip trên nền tảng cổng thông tin đối ngoại vietnam.vn với tên miền truongsaxanh.vietnam.vn. Triển lãm sẽ mang đến cho người xem góc nhìn trực quan sinh động nhất về hình ảnh một quần đảo Trường Sa bất khuất, trung dũng nhưng cũng vô cùng gần gũi và thân thương trong mỗi trái tim người dân Việt, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên không gian số. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023. Dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trong năm 2022, tổng thu nội địa của Cục thuế thành phố ước thực hiện được 319.500 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, ngành thuế cũng ghi nhận tích cực về công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện công tác thuế. Phát huy kết quả tích cực đạt được, năm 2023, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nhóm giải pháp chung của toàn ngành. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu hiệu quả, hoàn thiện công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử, đa dạng các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, Cục thuế thành phố cũng sẽ triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh và đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong bồi dưỡng tiếng Nhật cho ngành du lịch thành phố. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ tiếng Nhật cho cán bộ công chức quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên, người lao động, công tác trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 2 năm 2023. Hiện nay, tổng số lực lượng hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 7.340 người, trong đó hướng dẫn viên du lịch sử dụng tiếng Nhật có số lượng khiêm tốn khoảng 0,4%. Thưa quý vị, phần thưởng trị giá 70 triệu đồng dành cho đội đạt giải nhất cuộc thi Đại sứ Thanh niên vì phát triển bền vững lần thứ nhất vừa tìm được chủ nhân trong lễ trao giải diễn ra vào chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nguồn nhân lực ASEAN, Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam và tổ chức Action Aid quốc tế tại Việt Nam đồng tổ chức. Với đề tài nâng cao năng lực xây dựng và phát triển mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ trong sản xuất và kinh doanh quy mô nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh chuyển đổi số, nhóm ba bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua nhiều đội khác giành giải nhất chung cuộc. Cái dự án này thì tụi em đã theo đuổi trong một thời gian rồi và tụi em rất là mong muốn phát triển được cái nghiên cứu. Ngoài ra thì tụi em có chia giai đoạn và những cái giải thưởng này đó là một cái phần mà động lực rất là lớn để tụi em có thể hiện thực hóa cái ý tưởng của dự án, có thể hiện thực đến hỗ trợ cho người phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh chuyển đổi số. Một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cũng được ban tổ chức trao cho các nhóm sinh viên đến từ Indonesia và một số trường đại học tại Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 250 triệu đồng. Tại cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tế, tập trung vào nhiều vấn đề như đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, doanh nghiệp nhỏ và sinh kế cho các nhóm thiệt thòi có ứng dụng kỹ thuật số. Ban tổ chức sẽ là dựa vào cái kế hoạch là hành động của các bạn, sẽ tổ chức một cái hội đồng tư vấn để là phân công để cho các bạn là có thể là thực hiện những cái đề tài này, nó có cái bài bản và nó có cái đạt được hiệu quả cao. Đại sứ Thanh niên vì phát triển bền vững là cuộc thi dành cho thanh niên trong các nước ASEAN nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện các giải pháp đa dạng để từ đó xây dựng một ASEAN hội nhập, thích ứng và phát triển bền vững. Dự kiến cuộc thi lần thứ hai sẽ được triển khai cũng trong năm 2023.
quận Tân Phú vừa ra mắt hai tổ phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đây cũng là mô hình cứu nạn cứu hộ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh do quân sự thành lập. Hai tổ này có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương như tổ liên gia để tiếp cận đám cháy một cách chủ động và nhanh nhất. Khi tình huống cháy xảy ra trên địa bàn của phường, từ 1 đến 2 phút sẽ cơ động đến địa bàn của phường, phối hợp với tổ liên gia của phường nhanh chóng khắc phục đám cháy và thực hiện phương án cứu hộ cứu nạn, di chuyển người dân sơ cấp cứu là nhiệm vụ bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân là trên hết. Nòng cốt là lực lượng dân quân thường trực, do đó thì các đồng chí đã được đào tạo bài bản và có được cái dấu chuẩn trị tương đối là tốt. Thì do đó cái việc mà đảm bảo cái chữa cháy thì sẽ đảm bảo được cái phối hợp tốt hơn trong cái công tác mà chữa cháy, và sắp tới thì cố gắng trang bị thêm căn thiết bị cần thiết cho cái tổ phản ứng nhanh này trong thời gian sắp tới để đảm bảo công tác phòng cháy cháy trên địa bàn. Trước mắt quận sẽ thí điểm tại hai phường Phú Trung và Phú Thạnh, sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng đến 100% các phường trên địa bàn quận. Tính đến nay, trên địa bàn quận có khoảng 78 điểm chữa cháy công cộng, 23 tổ liên gia. Việc ra mắt mô hình này sẽ phát huy tối đa khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ khi cháy mới xảy ra, theo phương châm 4 tại chỗ, xây dựng thế trận liên hoàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, những ngày này, các làng nghề truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đang hối hả vào mùa sôi động nhất trong năm. Không khí tất bật len lỏi vào từng mái nhà, ngõ xóm như đang kéo mùa xuân về thật gần. Từ bữa nay là tới ngày rằm lạc xuống là tới 20, vòng bảo điệp. Hôm nay Tết thì làm nay là cũng khoảng 9 năm rồi. Coi như là tới cái thị trường miền Trung và miền Bắc. Ngay từ đầu tháng Chạp thì những cây mai này đã được xuống lá để kịp phục vụ cho những thị trường ở xa. Từ mùng 10 đến 15 tháng Chạp thì công tác này tiếp tục được thực hiện với những cây mai còn lại để kịp phục vụ thị trường mai Tết miền Nam. Cũng như hàng năm, ta chuẩn bị khoảng 20.000 cây mai bông cung cấp cho thị trường. Ở bên lợi thì cái dáng của cây mai vàng nó là đặc trưng, nó là cái dáng hồng. Bông nó thì nó nhiều cánh màu, nó rực rỡ. Giống mai trồng ở Bình Lợi là nó chiếm lĩnh thị trường cánh. Thưa quý vị, ngoài mai vàng thì bưởi cũng là một sản phẩm nông nghiệp nổi bật của huyện Bình Chánh trong thời gian gần đây. Thì trong mùa Tết năm nay thì vườn bưởi này dự kiến sẽ xuất ra thị trường khoảng 20 tấn bưởi. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng mùa bưởi Tết cho bà con tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các vùng miền lân cận. Năm nay thì có rất nhiều khó khăn so với năm ngoái. Về thứ nhất về cái chi phí vật tư để chăm sóc cái bưởi thì nó cao hơn mọi năm. Nhưng ngược lại cái giá thành mà ra thị trường thì lại thấp hơn so với năm. Thế đó là một trong cái trở ngại của người sản xuất bưởi. Theo nhiều hộ trồng bưởi da xanh tại Bình Chánh, giá bưởi Tết năm nay thấp do sự nhập nhằng giữa các sản phẩm bưởi da xanh đúng chuẩn và nhiều dòng bưởi lai đang được bày bán trên thị trường với mát bưởi da xanh, giá thành rẻ, gây tâm lý lúng túng cho người tiêu dùng khi tiếp cận nguồn bưởi truyền thống. Một loại giống bưởi đấy, bên ngoài là có màu xanh và lông trên lông nó hơi lông tơ màu trắng. Khi mình lau đi cái thì thấy cái lông có thể rất đánh nhau, nó có bưởi màu da xanh, nhưng đó không phải là bưởi da xanh. Bưởi da xanh thực tế thì là cái bưởi da xanh vượt hồng không hạt, còn là trái tròn. Còn cái bưởi da xanh là nhập nhằng và mạo danh là cái bưởi da xanh thực tế thì nó là có lông và khi bỏ ra ăn thì có hạt và nó trái không ngon và cái tép trái nó có bị đắng. Có thể thấy thời điểm này nhiều sản phẩm nông nghiệp đang được người nông dân tại các làng nghề truyền thống nỗ lực cung ứng ra thị trường với kỳ vọng được mùa, được giá, được đón một cái Tết sung túc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.